trước khi tham gia chị có rất là lo lắng. Thứ nhất là chị lo về sự an toàn của bé. Bé gái lần đầu tiên xa cha mẹ đi nước ngoài thì cái việc mà an toàn là cái việc mà mình lo lớn nhất. Sau khi mà tiếp xúc với lại anh Thắng, chị Linh ấy, thì đưa ra những cái chương trình rất là hợp lý, rất là phù hợp, thì nó fix xếp thời gian, cũng không có thời gian rảnh để cho bé đi đâu hết, nên mình cảm thấy rất là an toàn. Cái thứ hai là mình thấy là bé có đáng được cho bé đi hay không, tại vì mình cũng lo lắng. Thứ nhất là cũng bỏ ra nhiều tiền, rồi cũng bỏ ra nhiều thời gian, tại vì con lớp 10, lớp 11 thì rất là bận biểu với lại học rất là nhiều môn, thì chị thấy chị cũng nên để cho bé nghỉ ngơi và có cái thời gian để học tập về cái việc thực tiễn trong cuộc sống, để cho những cái bước tiếp theo để con sẽ chuẩn bị đi du học sắp tới, thì chị nghĩ là bé sẽ được đi vào cái môi trường đại học thật sự. Bé sẽ tự biết chăm sóc mình, rồi bé sẽ đỡ bỡ ngỡ khi mà tự bước chân thật sự vào cái môi trường đại học và sống tự lập, rồi cũng có cơ hội để tiếp xúc những cái công ty lớn như là cái công ty Google, để con có sẽ có được cái nhìn và có được một cái mục tiêu cụ thể để con học tốt như thế nào. Cái đó thúc đẩy cho chị là nên cho con đi và nên cho con đi, dù có bận rộn hay là tốn tiền bạc thì chị cũng sẽ nghĩ là xứng đáng. Sau khi tham dự chương trình thì chị thấy bé rất là tự tin. Bé có thể tự đưa ra chính kiến của bé, rồi bé có tùy những cái chính kiến tốt hoặc là cũng có những cái ý kiến của tuổi teen có thể là nó sẽ không có hợp với lại cái cuộc sống, thì chính nhờ cái bé nó đưa ra chính kiến thì chị có thể chỉnh bé theo cái xu hướng phát triển của một cái công dân tốt của toàn cầu. Tất nhiên là chị sẽ cho bé tiếp tục chương trình. Thứ nhất là bé sau khi bé tham gia chương trình thì bé rất là hào hứng để được tham gia lần tiếp theo. Cái thứ hai nữa là chị nghĩ là bé nó sẽ học được nhiều điều hay, điều mới hơn so với chương trình hồi năm trước. Chị rất là tin tưởng vào cái ban tổ chức tạo ra cho các bé có những cái kinh nghiệm sống tốt hơn, những bài học quý giá hơn cho cái cuộc sống của bé. Tất nhiên là chị sẽ chúc cho chương trình thành công và có nhiều bạn trẻ sẽ tham gia chương trình, sẽ học được nhiều cái kiến thức mới và cái kiến thức cả về xã hội và cả cái về cái sự phát triển của để hòa nhập giữa cái thanh niên Việt Nam và thanh niên thế giới.